bất hù vậy? Hello anh. Hello má. Ok, đây là anh Dũng, đây là cái phòng chụp indoor. Đấy thì anh Dũng là một kiểu người chụp ảnh chuyên nghiệp chụp cái thể loại indoor này. Thì hôm nay anh Dũng sẽ mời mình lên để cùng chụp ảnh với anh Dũng. Đó, thì mình vào thôi. Thì hôm nay trên tay mình đây là cái chiếc Samsung Galaxy Fold. Thì nó sẽ là cái thiết bị chụp ảnh chính của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ hỏi những cái kỹ năng cần thiết khi mà chụp thể loại ảnh chân dung ở trong trong nhà, gọi là indoor đó. Thì anh Dũng sẽ chỉ mình mà mình sẽ dùng chiếc Galaxy Fold này để thực hành chụp ảnh lại và chia sẻ cho các bạn xem. Ok. Thì anh em thấy là với một nhóm gia chụp chuyên nghiệp thì họ có những bộ thiết bị rất là mất tiền và kiểu chuyên nghiệp. Đây anh Dũng anh dùng 5D Mark IV không? Xài 2470. Ra 6D cũng được. 6D. 6D chụp những được. Đèn đóm là đầy đủ hết rồi. Thì đây là cái giao diện của chiếc Galaxy Fold. Thì các bạn có thể thấy là ở trên cái giao diện chụp ảnh của Galaxy Fold có đầy đủ những tính năng của những dòng cao cấp như Galaxy Note 10 chẳng hạn. Thì đây các bạn có thể thấy là cái tính năng Live Focus, kiểu chụp ảnh giả lập số phông đó, với những cái chế độ giả lập background. Đấy thì có thể dùng được ở cái camera tele cũng như là camera bình thường, hoặc là mình sẽ sử dụng cái chế độ chụp ảnh photo auto bình thường thôi. Thì nó có sẽ có góc siêu rộng cũng như là tele, là camera bình thường để mình có thể tùy chỉnh chụp trong những cái bối cảnh hoặc là lựa chọn khung hình khác nhau. Thì mình sẽ chụp chính là cái Live Focus này để chụp ảnh với lại cái background giả lập số phông thôi. Đây nó sẽ như thế này. Đấy. Mình có thể sử dụng thêm đạo cụ để tùy biến cái chỗ đó. À, thường thường thì... Ok, để chụp, thử chụp bokeh okay, xoáy rồi. Mình sẽ sử dụng cái camera tele để chụp. Đấy, mình sẽ chọn lại cái mức độ số phông. Đấy, các bạn có thể lựa chọn cái bắt vào tùy theo bút nè. Đây, bắt vào một cái xoáy nè. Đấy. Đấy, có thể chọn mức độ được. Ví dụ mình chọn ít thôi, là mức 4 thôi. Rồi, em thử em cầm cái... Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái chế độ giả lập kiểu Color Boy. Thì cái Color Boy này có nghĩa là máy sẽ xác nhận một cái chủ thể và giữ lại cái vùng màu của chủ thể đó. Nó sẽ như thế này, còn lại bối cảnh xung quanh sẽ là mất màu kiểu monochrome, tức là đơn sắc đen trắng đi. Đấy. Thì nó sẽ giúp cho anh em giữ được cái vùng màu của chủ thể. Đấy. Rồi, cái này mình không thích lắm thì mình sẽ chuyển qua chụp số phông bình thường thôi. Hello. Với những bối cảnh mà màu đỏ rất là nhiều, nó gần như là che hết cái khung hình á, thì mình thấy là trên chiếc Galaxy Fold có vẻ như là quay bằng nó trượt tốt nè, màu sắc các bạn thấy nó bị hồng ở những cái vùng kiểu highlight như thế này đó. Thì mình nghĩ là chúng ta nên giảm sáng xuống để nó có thể về đúng lại màu, gần như đúng lại màu chứ nó cũng không đúng hẳn đâu. Đấy. Ok. Đó. Bạn lưu ý, còn nếu mà để mặc định bình thường dơ lên á, thì nó sẽ phải nó tự đo sáng toàn khung lại, nó nâng lên. Đó. Bạn để ý ha, chúng ta đo sáng lại chút, sử dụng thanh EV kéo lại. Trong lúc chụp ảnh là có thể điều chỉnh được mức độ giả lập. Nhưng mà ở trên đặc trưng của những chiếc Samsung Galaxy đó là chúng ta có thể chỉnh được cái background bằng cái ảnh sau khi chụp. Đây, đây cái ảnh mình đã chụp rồi. Sau khi mất cấp mà. Nó có một cái tùy chọn là thay đổi background này. Ờ lắm. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh lại mức độ. Thì trong lúc chụp anh em sẽ kiểu cảm giác là thoải mái hơn, không bị khó chịu. Chúng ta điều chỉnh lại sau đó ở mức độ số phông phù hợp. Đấy, rất là vui vẻ. Ảnh này thì khá là ít cho nên mình sẽ chọn một cái ảnh khác. Như thế này đi.
đây mình sẽ chọn xóa nhiều hơn. Nãy mình đứng chụp cận cảnh nhân vật rất là nhiều, bây giờ mình sẽ muốn chụp với bối cảnh và để mẫu có một cái khoảng không gian nhất định thì mình sẽ đứng xa ra và sử dụng camera tele lại để chụp. Đấy. À, khi chụp ở số phong thì nó không cho chụp, nó không cho đứng xa nè, sẽ chuyển qua cam thường. Đấy, mới gần lại một chút. Lo sáng lại. Trời, ta em sáng lại mấy chữ lại, viết lại lên. Cảm ơn em đọc. Ok. Giống như em viết. Nãy giờ mình chụp với ánh sáng tự nhiên nó chưa có được hợp lý lắm. Bây giờ mình sẽ mượn thử một cái đây, tấm gel màu này. Bây giờ mình sẽ dùng Galaxy Fold mình chụp ở chế độ bình thường và mình bật flash. Rồi thì bây giờ mình sẽ để cạnh của góc này giống kiểu sử dụng một cái loại gel màu trước ống kính vậy á, nhưng mà nó hơi xốp. Nó mất chi tiết luôn. Ê, nhìn nó hơi ghê. Thì mình thấy cách này nó thử ra. Bật flash lên nha. À. Không thành công rồi anh em. Ghê quá. Trời đó. Thì bạn mẫu đang ngồi ở một bối cảnh rất đẹp nhưng mà mình thấy nó đang bị ngược sáng á, thì tại sao lại chọn này? Mình thấy cái góc này nó đẹp, biết là ngược sáng thì mình có thể mình lấy ánh sáng bù vô để cho sáng mẫu là bù từ flash. Flash ví dụ về flash. không có xài này flash được thì em sẽ dùng sao? Mỗi lần flash hả? Thì có ánh sáng tự ánh sáng hỗ trợ giống như mấy đâu, đèn đâu. Em đâu có hỗ trợ được LED. Giờ nếu mà không có hỗ trợ thì có mấy cái ngược sáng nó vẫn đẹp, nhưng mà cái này thì em muốn ok có đèn flash. Bây giờ em chụp bằng điện thoại vậy có gì hỗ trợ không? Chụp điện thoại hả? Chụp điện thoại thì để không vậy hả? ok. Vậy thì Hải và anh Dũng đã hoàn thành xong buổi chụp ngày hôm nay. Bây giờ mình hãy sẽ về chỉnh sửa những bức ảnh được chụp bởi chiếc Galaxy Fold này và chia sẻ các loại ảnh đó cho anh em. Ok, xin chào.